Chiều ngày 16 tháng 7, Ban chỉ đạo sinh hoạt hè thị trấn An Phú khai giảng lớp phổ cập bơi hè 2022, có 30 trẻ trên địa bàn tham gia. Trong quá trình học, các trẻ sẽ được giáo viên hướng dẫn những kiến thức, kỹ năng bơi cơ bản như động tác đạp chân, thở dưới nước, thả nổi người trên mặt nước, hướng dẫn các kiểu bơi phổ biến trong bơi lội như là bơi trường sấp, bơi bướm, bơi ngửa, bơi ếch. Đồng thời, các trẻ còn được hướng dẫn cách xử lý các tình huống nguy hiểm có thể gặp trong khi bơi. Sau 15 buổi học, các trẻ sẽ được kiểm tra sát hạch. Đối với những trẻ chưa đạt yêu cầu, Ban chỉ đạo sinh hoạt hè thị trấn sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các trẻ học ở những lớp tiếp theo. Việc tổ chức lớp phổ cập bơi nhằm trang bị cho trẻ kỹ năng bơi lội để các trẻ tự bảo vệ bản thân trong môi trường nước, được rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực và hạn chế thấp nhất tình trạng trẻ em bị đuối nước ở địa phương.